hơn 17.000 hộ dân tại Quảng Bình bị ngập lụt, 44 thôn bản bị chia cắt. Trong vòng 2 ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 6, ở Quảng Bình có mưa to đến rất to, làm hơn 17.000 hộ gia đình tại thành phố Đồng Hới, các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, Bố Trạch, Tuyên Hóa và Minh Hóa bị ngập lụt. Trong đó có 44 thôn bản bị nước lũ chia cắt, 70 điểm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập, gây khó khăn trong giao thông đi lại. Lệ Thủy là huyện phía nam của tỉnh chịu thiệt hại nặng nhất với hơn 12.361 ngôi nhà bị ngập trong nước lũ. Các tuyến đường ở trung tâm huyện Lệ Thủy đang bị ngập sâu trong nước, giao thông gần như bị tê liệt. Thượng tá Trần Anh Tuấn, trưởng công an huyện Lệ Thủy cho biết, mưa lớn liên tục làm nước lũ tăng nhanh, sông Kiến Giang vượt báo động 3 trên 1,03m, người dân nhiều nơi kêu cứu. Chính quyền địa phương cùng công an huyện và lực lượng tại chỗ đã có mặt kịp thời giúp bà con nên không xảy ra tình huống đáng tiếc nào. Theo Thượng tá Tuấn, mưa lớn vẫn đang tiếp diễn và chưa có dấu hiệu dừng lại. Số hộ bị ngập lụt sẽ còn tăng cao. Công an huyện Lệ Thủy huy động 100% quân số để sẵn sàng kịp thời giúp người dân di dời, ứng phó với tình huống khẩn cấp. Đến thời điểm này, do ảnh hưởng của bão số 6, tại Quảng Bình đã có một người thiệt mạng do bị nước cuốn trôi khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Ba tàu đánh cá bị chìm, hàng trăm hectare hoa màu nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại về giao thông, thủy lợi tại tỉnh chưa thể thống kê hết.